Đi kiếm đi. Thằng số 4 chết thì tôi biết ai rồi, bây giờ mọi người tin tôi, watch cho ba đi. Trời đất ơi, đẹp đôi ghê. Số 4 chết, số 9 chết, đẹp đôi ghê. 49 49 là số xui xẻo nha. Bây giờ á, post số 3 đi, số 3 phần kè anh bò. Nè, số 3 tôi lắm nghe nha, mình đừng có nghĩ mình mặc đồ giống anh bò, cứ nở đi nha. Sẽ thích anh bò được mà ở đó mày phân ke anh bò. Má nó thằng số 4 nó vô tri thiệt, cái đủ mấy chưa có bạn nào mà nó chữ thề nhiều như cái bạn này á. Má mày bốn mày 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 còn đó, mày khôn hồn mày thoát khỏi cái phòng này nha, không thôi lát mua xó tao xuyên mày nữa đó nha bốn nha. Mày chết mẹ mày hôm nay nha bốn nha. Tao làm xong một nhiệm vụ, tao đang đi kiếm một bẩm. Cái xong ha, nó chạy từ đại sảnh xuống cái phòng ăn. Tao bắt gặp nó, tao đang với nó chạy vòng vòng. Trời là trời, mấy quát con coca cho tao, nó bánh kiểu sao. Nó chạy từ ngược hướng lên tao ha, nó chạy từ phòng khách phòng ăn, tao chạy từ phòng ăn phòng khách, nó đụng mặt tao ha. Tao chạy, cái nó quay lại nó gượt tao mày, đụng má tao chạy một vòng trái đất nữa. Tao định tao chạy lại gần tới cái cột vót mà sáng sáng nó vót rồi đó. Má một cao đồng hồ tao chết, con coca nó kiếm tao. Nó là xấu đó, nó định hãm tao. Bây ơi, nó không phải là gióc cơi, gióc kéo gì đâu. Mày khỏi gửi tao nha, coca nha. À, số 7 à. Thôi đừng công kích cá nhân tôi nữa. Chơi game chuyên diễn. Với lại hồi nãy là không tính đẩy đâu, mà tại số 4 nghe thơ quá nên phải đẩy thôi. Còn thôi giờ đó, số 8 là đã nhận, số 8 là giết làm sói giết số 4 rồi đó. Thì qua số 8 đi, hồi nãy tôi sói rồi, không lẽ trận này tôi sói nữa. Alo, hồi nãy nghe Su Su chạy qua bên phía hồ bơi rồi chạy chung với con đám mình la làng nữa nha. Chữ số 4 quá trời luôn nha. Xin mít đi Su ơi, mang tội của tôi. Ờ, phải chữ nó chứ. Tao điên máu rồi tao trước đến giờ. À, mọi người biết sao mà tôi kêu bắt chú ba không? Tại sao ba nó chơi vậy nè? Bực cái mình. Chị mít cái bích xì ơi, chị mít cái bích xì. Chị mít cái bích xì. Rồi, đi bót con xì. Xối rồi, bắn nó nhiều. Cả dốc cơ rồi. Chú ca dốc cơ rồi. Đừng. Tại số 3 gặp tôi để lại sẵn. Nó không luôn, nó sẽ sụn lại, đảo lại, tính xuyên tôi rồi. Vì tôi lách vô cái, lách thương người nghe, số 3. Hãy subscribe.
mày đứng lại cho tao. Bye bye. Rồi nãy sao bậy không vote, bậy thả hổ gì gừng hả? Biết là cô Su Su thì nhận rồi thì nếu mà thì vote cho bớt một con sói đi. Tại sao không vote nhờ? Hay chứ. Mà con Coca mày khỏi có ám tao nha. Tao kiếm được chức là tao nẻ mày nha. Mày vote số 8 đi. Thì tôi chỉ số 8 là sói rồi đó. Thì không để giờ tôi sói nữa trời. Mày chưa cống không lẹ lắm số 3 rồi số 3. Mày tính giờ mày xiên tôi hả? Mày thấy chiếc dàn cảnh sát hả? Nhưng phải tao là tao không làm cảnh sát đâu. Ai làm cảnh sát đó mà đổ mà mày chưa cống lẹ lắm số 3. Hết số 3 trước đi để xua lại đi. Anh qua. Em nói anh, em nói riêng một mình anh nha. Tại sao phải phốt số 8? Chị trong cái đó, chị trong cái đó mà anh không có cái chứng cứ gì mà tại sao lại phó số 8? Em hỏi thẳng anh câu đó, bây giờ anh có thấy số 8 giết người, tận mắt giết người hay là số 8 nhảy cống gì không? Hỏi thẳng luôn á. Bây giờ anh phải có bằng chứng đi. Còn nếu anh thích anh phó em, mình em thắng đủ rồi, không cần thắng chung đâu. Thôi khỏi đi boss đại, tôi lên coi vong hồn của thằng kia còn ở đây, tôi lên tôi chửi tiếp, tôi ngứa cái miệng đâu quá, ở đây đâu không biết chửi ai á. Boss tao đại lẹ lên đi, tôi lên kia tôi kiếm nó. Rồi, mọi người thương tôi không? Đừng có vót gì nha, để tôi ra tôi dí heo hoa bẩm nha. Đéo, Betty là giúp cơ rồi. Ơi, Betty là giúp cơ rồi. Chỉ là, bấm rồi, để tôi dí. Tôi chỉ là sói, tôi chỉ là sói rồi, phải. Betty là giúp cơ á. Chỉ chỏ cái gì đó, lúc đầu tôi đã nói tao giết nó rồi, mày chỉ cái gì? Thì con ghiên kia mày còn ghiên lúc đầu rồi còn nói gì nữa. Rồi lúc đầu tao nói tao ghét nó, tao giết nó rồi. Nóng quá đâu bỏng cái xô. Xô ơi nóng quá đâu bỏng tôi á. Bớt cho bài. Bớt ơi. Thôi thôi. Hồi nãy tao là kỹ sư, cái tao ngồi lên cái chỗ đó mà tao nghe cái sẹt, xong rồi tao nghe tao hình như mang được gì đen hay sao ta. Tao nghe cái sẹt xong tao chạy lên mà nó bị khuất, nó bị che không thấy đường. Xong tao chạy lên tao thấy anh khoa bụng nó nằm nó luôn. Xong rồi cái số 6 chạy vô. Số 6 kêu báo cáo đi. Tôi muốn chạy qua cái xác coi bò lúc lắc bị ai giết. Nhưng mà tôi đã biết thằng số 3 giết quả ốc lắc rồi. Coca, Betty chứ. Bạn có ghét phà bụng quá thì bạn đừng có giết nó vậy, tội nghiệp nó biết không. Bạn phải lựa chỗ nào vắng người bạn giết. Cái bạn giết nó ngay chân trốn thanh thiên bạc nhật như thế. Em là sói, phót em đi. Nè, tao không có ghét nó gì hết. Nhưng mà hả, mỗi lần Trang vô làm nhiệm vụ vườn hoa nó vô nó xẹt tao một cái một, tao nằm ở chổng sổng xoài, không ai phát hiện được cái xác của tao ở chổng hết.
Bởi vậy giờ tôi giết nó trọng đó, được chưa? Số 7 Joker, số 5, số 10 là sói. Okay, em là sói này, bóp em đi. Tao chỉ thấy mỗi dưới chừng có số 3 với con bò thôi. Cái đi chú ba, mày chưa cống xong mày giết bò, tao kêu bò ngay từ đầu rồi. Đụng á, cảnh sát rồi bắn nó đi. Để cho mày sống hơi lâu rồi. Số 3 đi, thôi đi chơi phát cho mừng đi. Không nha má, mày bỏ số 3 cho tao. Cô ca cô la với chị nhưng mà tao vô